Với tư cách là nữ hoàng, tôi cảm ơn tất cả quý bạn và các vị vì đã làm việc chăm chỉ. Và chúc tất cả các bạn có một ngày kỳ nghỉ làm mật vui vẻ. Đây, con ngựa game ra đúng cái dịp quốc khánh các bạn ạ. Nó phù hợp với trưởng. Đây là tiếng các bạn. Khó chịu vậy. Bệ hạ, các trinh sát của chúng ta đã phát hiện ra phấn đào trên các đảo, nhằm phấn hoa trên các đảo. Ồ, và có rất nhiều ong bắp cầy. Đây, con ngựa nguy hiểm vãi nồi. Hãy đuổi chúng đi, hãy bắt đầu xây dựng cộng sự và mài giũa ngọn giáo của các bạn. Hãy cho thấy khả năng của chúng ta. Và đó là cái cốt truyện của tựa game này. Tên tựa game sẽ là Be Silent. Trong tựa game này, mình sẽ là nữ hoàng. Vâng, là mình, không phải các bạn ạ. Và nhiệm vụ của mình sẽ là điều khiển các bạn, bao gồm là những ong thợ, ong con, ong lính. Bảo vệ mình là đầu tiên nhá, quan trọng nhất là bảo vệ mình. Thứ hai là các bạn sẽ cần phải đi các hòn đảo này, thu thập phấn hoa này về để xây dựng tổ và bảo vệ cái tổ khỏi bọn ong bắp cầy. Vì các bạn biết đấy, bọn ong bắp cầy nó sẽ là cái bọn kiểu kẻ thù của ong mật chúng ta, đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta là tổ ong rồi. Thì đây là cái tổ ban đầu của mình. Mình đang có một số cái khu vực mà các bạn cần phải chú ý. Đầu tiên là khu vực sáp này, xong rồi khu vực mật này, xong rồi là hai thứ bên này thì mình cũng không biết là cái gì, nhưng đại loại là một cái công cụ mình cần thiết để sau này cần phải sử dụng. Và trên cùng chúng ta có cái làn sóng tiếp theo, tức là sau 8 phút 15 nữa thì sẽ có đợt ong bắp cầy đầu tiên đến. Và bây giờ việc chúng ta cần làm sẽ là xây dựng khu vực này đủ mạnh để chống chọi lại cái đợt ong bắp cầy đấy. Thì bây giờ bấm vào đây này, các bạn sẽ thấy hiện tại mình sẽ có cái menu để mình để xây dựng mọi thứ, từ là mở rộng tổ ong, phân lô bán nền, đến xây dựng nhà máy này, xây dựng vũ khí này, đẻ thêm ong này, rồi nhà kho các kiểu là điều. Ở trên cùng bên phải chúng ta sẽ có là hiện tại cái lô đất của mình đang có bao nhiêu ô, là 18/500, tối đa là 500 nha. Và dưới mình đang có 12 bạn trong khu vực của mình, và sau này mình sẽ đẻ thêm các bạn được. Ok, thì bây giờ cái việc đầu tiên mình muốn làm đó là mình sẽ mở rộng ô đất của mình ra, tại vì đây là việc tôi giỏi nhất, phần lồ bán nền các bạn ạ. Nào đây, hãy mở rộng ra. Chúng ta sẽ cần phải sử dụng sáp ong để mở rộng khu đất. Vì thế nên là sau khi mà có đủ đất thì mình sẽ cần phải làm việc tiếp theo, đó là xây dựng cái nhà máy sáp. Mình sẽ cần phải để ở đâu? Để đâu đỡ tốn diện tích nhỉ? Để đây đi. Hay để đây nhỉ? Ở đây hợp lý này. Đấy, đỡ diện tích. Mình cần có cái nhà máy sáp này. Sau khi có nhà máy sáp này thì mình mới có thể xây dựng những thứ tiếp theo. Đó, thì bây giờ các bạn thấy không? Nhiều bạn thợ chăm chỉ sẽ đi ra bên này này, lấy phấn hoa để mang về, chúng ta để sử dụng cái số phấn hoa đó để xây dựng nhà máy sáp, rồi làm các kiểu là điều. Hiện tại thì mình chưa sản xuất được nhiều thứ lắm, mình để tua nhanh thời gian để cho mọi thứ nó nhanh hơn. Cái game này mình vừa mới xem được hôm qua thôi, vừa hôm qua mình chơi thôi. Nó rất là hay nên là mình mới quyết định làm video cho các bạn xem, vì mình nghĩ là nếu như các bạn không xem thử cái game này nó sẽ là một cái điều rất là phí phạm. Rồi đợi một tí, chúng ta sắp xong rồi. Nào, làm nhanh nhanh cái tay lên, chưa ăn sáng à? Trời ơi, nuôi cho mày ăn rồi, có mỗi cái việc xây tổ thôi cũng khó khăn thế. Rồi hình như là mình nghĩ là mình đủ đất đấy. Bây giờ vào đây này, mình cần phải xây dựng thứ theo đó là trung tâm nghiên cứu, đủ không? À, đủ rồi. Cái trung tâm nghiên cứu này là một thứ cực kỳ quan trọng và quyết định sống còn trong cái việc là sau này chúng ta có phát triển được không. Các bạn xem này, ê, nhìn nó xây dựng nhìn khá là hay ấy. Bây giờ bên này cũng có nhiều bạn ong thợ đang làm việc rất là chăm chỉ. Đương nhiên là có những bạn cũng hơi lười một tí, nhưng mà thôi không sao, tôi chấp nhận là sẽ có người làm, người lười. Dần dần tôi sẽ bắt các bạn đi kiểu làm việc cũng như là khổ sai hết, các bạn không phải lo. Ai rồi cũng sẽ có phần. 2 phút 50 nữa nó sẽ đến, có lẽ là tôi nên giảm thời gian lại. Nhưng mà thôi, đợi xây xong cái này đã, đợi xong cái này đã. Sao xong chưa ạ? Sao xong chưa? Nhanh lên, nhanh cụ chúng mày lên. Và sau đó mình muốn xây dựng thêm một chút nữa ở phía đằng này. Mình nghĩ là mình cần phải mở rộng đất ở phía đằng này thêm một tí. Như vậy là trung tâm nghiên cứu đã xong rồi. Bây giờ mình có thể vào trung tâm nghiên cứu này. Việc đầu tiên muốn làm với trung tâm nghiên cứu này đó là gì các bạn không? Vào đây và mình muốn mài giũa ngọn giáo đúng như những gì mà chúng ta nói. Với ngọn giáo này, mình nâng cấp nó lên thì những đàn ong của mình, đặc biệt là những ong lính, sẽ có thêm giáo để chống lại bọn ong bắp cầy. Vào nó sắp đến rồi. Chúng ta còn khoảng đâu đó 40 giây nữa thì bọn ong bắp cầy sẽ đến. Trong đấy chúng ta sẽ cần phải xây dựng một thứ tiếp theo, đó là nhà trẻ các bạn ạ. Trường mẫu giáo. Đấy, để nó vào đây. Trường mẫu giáo này sẽ là nơi chúng ta đào tạo những thế hệ ong tiếp theo để bảo vệ cho mình. Và bọn ong bắp cầy chuẩn bị đến này. Xem nào, ong bắp cầy sẽ đến từ đâu. Tôi vẫn chưa thấy có ong bắp cầy nó đến từ đâu hết. Ở đâu ấy nhở? Cái round đầu tiên thì sẽ không có. Đây này, đây này. Đây là con bắp cầy này, nó là kẻ thù. Và ngay bây giờ thì những con ong lính ta sẽ ra đấm nó. Và bây giờ mình có giáo mát rồi thì đấm nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Con này sẽ chết sớm thôi, đừng để nó của mình chết cả. Chết chưa? Chết đi. Làm ơn chết đi. Không chết hả? Ui, ui, bọn ong lính chết rồi. Những con bắp cầy khó chịu đó đang làm phiền chúng ta một lần nữa. Hãy nghĩ, nếu họ lớn hơn thì họ có thể làm mọi thứ.
Lần này chúng tôi đã đánh trả, nhưng tôi không thể thư giãn. Hãy cho những con sọc này thấy khả năng của mình. Google dịch khổ béo chịu được. Đại loại là mình đang bày tỏ sự khó chịu chíu khọ của mình với ông bắp cày đấy. Đây, như vậy là chúng ta đã xong cái nhà trẻ rồi nha. Thì với nhà trẻ này, mô giáo, mình có thể đẻ ra thợ làm ong. Ong thợ, ong quân đội, ong lính ấy. Và con ong, tôi tưởng cả ba đều là con ong. Thì bây giờ mình nghĩ là mình sẽ cần phải thêm ong thợ các bạn ạ. Và mình thêm ong thường. Thì ong thợ với ong thường sẽ có cái nhiệm vụ đó là đi lấy phấn hoa để tăng gia sản xuất. Còn ong lính sẽ có nhiệm vụ là cầm giáo mác để bảo vệ nữ hoàng. Thì bây giờ mình nghĩ là mình cần phải tăng trưởng về ong thợ với lại là ong thường. Còn ong lính thì để sau. Rồi, và mình sẽ cần phải nâng cấp thứ tiếp theo đó là... Xin chào. Vách cái xin chào, đây là cái hoa cha. Không hiểu sao dịch là xin chào. Cái hoa cha này nó là một cái công cụ bắn tên thời Trung Cổ. Đó, nó sẽ sử dụng một cái dàn bắn tên, nó chính xác là cái dàn bắn tên. Mình cần phải nâng cấp cái đấy vì theo kinh nghiệm của mình thì sau đợt này bọn ong bắp cày nó sẽ đến và nó sẽ đông hơn rất là nhiều. Và bây giờ mình có một cái ý tưởng như thế này, đó là bây giờ các bạn xem nhá. Thay vì là mình xây dựng tất cả hàng phòng thủ ở bên trên cái thành chính này thì mình sẽ làm kiểu khác, đó là mình sẽ làm hàng rào bảo vệ. Đó là các bạn xem này, mình sẽ xây dựng kiểu này. Đây là một cái chiến thuật mà mình đã nghiên cứu và mình thấy nó khá hiệu quả. Vì nếu chúng ta làm đảo vệ tinh kiểu này này thì sau này khi mà có bọn lính khác bọn nó sang ấy thì bọn nó sẽ thay vì tiếp cận được vào cái thành chính kiểu mình luôn thì bọn nó sẽ cần phải đi qua khu vực mà thành trì bảo vệ trước. Đấy, nó khá là giống kiểu vạn lý trường thành ngày xưa ấy, nó khá là phù hợp, mình cảm thấy là như thế. Ok, mình đã nâng cấp được cái hoa cha rồi này, đúng không? Tiếp theo thì mình nghĩ là mình chưa cần phải làm gì, có lẽ là mình sẽ cần phải dựng nhà máy mật ong đi, vì mình sẽ cần phải sản xuất mật ong nữa. Hãy nghiên cứu nhà máy mật ong. Và trong lúc đó thì chúng ta còn 4 phút 40 giây nữa để có thể lắp đặt hệ thống phòng thủ. Mình cũng sẽ xây dựng thêm một cái thành phố vệ tinh ở phía đằng này. Cái thành phố vệ tinh này sẽ chuyên dùng để tăng gia sản xuất và làm các thứ liên quan đến việc là kiếm tiền các bạn ạ. Hiện tại thì cứ để đất xây dựng sẵn như thế đã để sau này kiểu đỡ phải đến bù ấy. 3 phút nữa là bọn nó đến rồi. Mình sẽ cần phải thêm hoa cha này. Đấy, nghiên cứu ra cái xin chào rồi. Bắn rất nhiều mũi tên chống lại cái nhóm kẻ thù. Bây giờ mình sẽ xây dựng một cái hoa cha ở phía đằng... Mình nghĩ là ở đây đi. Và một cái nữa có lẽ là ở đây đi. Yeah, mình nghĩ là như vậy. Thêm một cái nữa ở phía đằng này đi. Để bảo vệ ba phía. Sau này ở cái thành phố sản xuất này mình cũng sẽ xây dựng thêm hoa cha. Nhưng bây giờ thì chưa. Từ từ. Tôi cần phải ưu tiên xây dựng hoa cha này. Ưu tiên xây dựng hoa cha. Khẩn trương, khẩn trương. Không hoa cha này là sẽ thua đấy. Còn 2-3 giây thôi, nhanh lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Xây dựng hoa cha đi. Nhanh cụ chúng mày lên. Rồi ơi, 4-3 giây. 3 giây các bạn ơi. Thôi chết tôi rồi. Lần này bão bắp cày đến nhiều lắm. Bọn đến rồi, bọn đến rồi, bọn đến rồi. Ui. Hy vọng số ong lính này của mình có thể làm gì được đó. Làm được gì chúng nó. Chết dở rồi. Không ổn các bạn ơi. Chưa kịp xây dựng hoa cha đã chết cụ rồi. Không ổn. Ôi. Mải phân lô bắn nền, quên mất an ninh quốc gia, giờ là vỡ mồm rồi. Không có ông lính thì làm sao mà ăn được chúng nó. Thôi chết, và giờ nó sẽ đớp đến mình ư? Sau khi nó đớp hết các bạn, các bạn xem này. Sau khi nó đớp hết các bạn, chỉ còn vài con thôi. 2 con, 1 con. Ôi ôi, những con dân cuối cùng của tôi. Con cuối cùng này. Ôi ôi, 2 con áo bóng cầy, 3 con rồi. Xong, giờ nó đến húp mình. Và mình sẽ mất máu qua từng ngày chỉ vì mình chưa kịp xây dựng cái phòng thủ. Đấy, sao tôi mãi phân lô bán này là này quá. Chỉ sai 1 ly thôi mà đi vỡ mồm luôn. Đấy, như vậy là mình sẽ thua. Sau khi mà nó xử lý xong mình là mình ngỏm củ tỏi luôn. Đấy là cái điều chắc chắn sẽ xảy ra trong hợp này các bạn ạ. Ồ, chú ý xong rồi này, chú ý xong rồi này. Thì xong, xem đây, xem đây. Rồi, trò chơi kết thúc. Bạn đã thất bại trong việc cứu nữ hoàng của mình khỏi kẻ thù. Thực đơn chính. Vậy là thực đơn chính. Vậy cả dịch thực đơn chính như kiểu là nữ hoàng mang ra làm nữ hoàng 7 món ấy các bạn. Tôi rồi tôi sẽ làm lại, yên tâm các bạn. Đợi sau búng tay thôi, mọi thứ sẽ trở lại. Bắt đầu. Đấy, ngay bây giờ tôi sẽ làm khác rồi. Đấy, lần này mọi thứ có vẻ tốt hơn các bạn ạ. Tôi đã phân lô bắn nền gần như là xong. Và đặc biệt nhất đó là các bạn biết gì không? Kể cả là sau khi phân lô bắn nền xong đi chăng nữa, đấy, thì mình vẫn còn thời gian, rất nhiều thời gian để mình có thể xây dựng cái xin chào này. Ok, bây giờ mình sẽ tập trung vào xây dựng cái xin chào đi. Tại vì trước giờ tôi đã quá chảnh mảng trong việc bảo vệ cái người ta gọi là an ninh quốc gia này rồi các bạn ạ. Rồi, như vậy là có hoa cha các bạn ạ. Như vậy là chúng ta đã có hoa cha rồi. Mình nghĩ là chỉ cần 1 cái thôi cũng đã đủ để bảo vệ. Nhưng mình để cho chắc cú mình xây mấy cái vào đây vào.
Tí nữa các bạn thấy được cái sức mạnh của hoa cha này. Nó gọi là đẳng cấp số 1 hệ mặt trời các bạn ạ. Mình thích cái này lắm, tại vì trong game này có một cái rất hay nhá. Đó là những cái hoa cha này ban đầu nó sẽ giống như những cái turret ý, nó phải tự động bắn. Nhưng nếu trong trường hợp mình muốn, mình có thể sắn tay lên mình bắn cùng luôn. Vì ban đầu ấy, mấy cái hoa cha này nó, cái tỷ lệ chính xác nó khá là thấp. Nhưng mà sau đấy mình sẽ cải thiện được bằng cách là mình tự bắn. Ok, đầu tiên này, bây giờ mình sẽ xây dựng thêm một cái nữa, đó là lưu trữ mật hoa đấy đi. Ok, lưu trữ phấn hoa đấy nữa. Đấy, mình sẽ để những cái kho lưu trữ ở đấy. Và chúng ta còn 52 giây nữa thì bọn kia sẽ đến. Trong đấy thì mình sẽ cho ong của mình xây dựng cái thành phố vệ tinh ở phía đằng này. Đây là thành phố tăng gia sản xuất như mình đã nói rồi đó. Chuyên tăng gia sản xuất các bạn ạ. Ok, đến này bây giờ nhá. Các bạn xem này. Chúng ta để bấm vào đây này. Bấm vào cái hoa trà nhá. Đợi. Đây. Thấy không? Bắn như kiểu game FPS luôn. Nhưng bây giờ mình cần phải đợi xem là bọn ong đến từ đâu đã. Bọn ong cầy nó sẽ đến từ đâu. Đây các bạn xem này. Ôi khó bắn. Ôi dồi. Đấy, cũng có nạp đạn như thật. Bọn này chết này. Nhanh nạp đi. Ồ chết còn một con rồi, có con nào nữa không? Kìa. Đó. Nhơn. Chết. Đấy có thấy không? Thì sau khi mình bắn chết, thế là mình có thể qua cái đợt đấy. Bắt buộc phải có hoa cha, mình đã nghiên cứu rồi. Bắt buộc phải có hoa cha thì mình mới có thể thắng được bọn đấy. Ok. Nào chúng ta sẽ có 8 phút à, 45 giây nữa để chúng ta phân lô bắn nền nốt khu vực bên này. Nhanh ngày nào, mình cần phải hoàn thiện cái thành phố tăng sản xuất này thật là nhanh. Bệ hạ, thần có tin quan trọng. Các chính xác của chúng tôi đã nhận thấy rằng ong bọc cầy hợp tác với chuồn chuồn. Theo dữ liệu của chúng tôi, chuồn chuồn sẽ nhắm vào các tòa nhà của chúng ta và phun ra một số loại hóa chất độc hại. Tức là bây giờ bọn nó sẽ giải bom dioxin để khiến các bạn bị chất độc màu da cam các bạn ạ. Điều này rất nguy hiểm nên là mình mới cần phải xây dựng những cái hoa cha này từ xa để có thể ngăn cản bọn nó. Và sẽ cần phải chết trước khi mà nó có thể đủ khả năng tiếp cận vào khu vực của chúng ta. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cần phải nâng cấp cái này. Mình sẽ cần phải nâng cấp cái kính thiên văn. Kính thiên văn này sẽ cho phép hoa cha này của mình bắn chuẩn xác hơn hồi xưa. Mình xây dựng thêm nhà máy sáp này. Đấy, khu vực chuyên tăng gia sản xuất mà. Nhà máy sáp này. Nhà máy mật ong ngay bên cạnh này. Xong một cái nhà máy sáp nữa này. Đó, thật nhiều nơi tăng gia sản xuất vào. Tối ưu cái số đất này vào. Cùng với đó sẽ có thêm một cái nhà kho lưu trữ mật hoa, lưu trữ phấn hoa, lưu trữ mật hoa. Kiểu thế, thật nhiều nhà kho và các bạn ạ. Chúng ta còn 4 phút nữa, mình nghĩ là hoa cha này của mình 3 cái chắc là đủ nhưng mình không chắc lắm. Có lẽ là mình nên nâng nghệ sĩ bắn bi. Vâng, nghệ sĩ bắn bi ở đây đó là một cái máy bắn tên siêu to. Thay vì là nó bắn những cái mũi tên nhỏ như hoa cha này, nó sẽ bắn một mũi tên với sức sát thương cực lớn. Tôi không hiểu sao lại gọi là nghệ sĩ bắn bi nhưng mà chỉ là nó là như thế các bạn. Đừng đòi hỏi gì nhiều, tôi không biết nữa. Và mình nghĩ là mình sẽ đẻ thêm ong thợ này, ong lính này. Mình nghĩ là bây giờ mình cần thêm quân lính. Chúng ta có 32/300 thôi, mình cần thêm nhiều đấy. Nghệ sĩ bắn bi lên rồi, mình sẽ nâng cái cải thiện chuẩn bị đi. Thì cái lính của mình sẽ chuẩn bị đấu ong bóc cầy nhanh hơn một tí các bạn ạ. Rồi khu vực này sẽ là khu vực đảo quân sự của mình. Bên này sẽ là chuyên sử dụng những cái loại vũ khí quân sự. Đấy là mình sẽ xây nó vừa phải thôi. Đảo quân sự thì không cần thiết phải có diện tích to như là cái đảo tăng gia sản xuất các bạn ạ. Rồi nhanh lên nào. Đợt tấn công 3 đi. Đợt tấn công 3 đến này. Nào bọn chuồn chuồn đâu, bọn chuồn chuồn đâu. Bọn nó đâu nhỉ. Ui bắn gì đây. Ui. Bắn kinh thế. Tôi còn chưa kịp nhìn thấy cái gì. Để tôi nhập vào một con này em nào. Đấy, bọn chuồn chuồn đấy. Có thấy không. Nó xả dioxin này. Một số chỗ của mình nó bị vỡ này các bạn thấy không. Đó, sửa lại chỗ bị vỡ đi. Nhưng may quá mình đã chuẩn bị rõ ràng rồi nên không sao. Mọi thứ vẫn ổn chứ. Khu vực tăng sản xuất này thì sao. Ok, vẫn ổn này. Xây thêm một cái nhà máy mật ở đây này. Một cái nhà máy sáp ở đây này. Thật nhiều nhà máy vào. Còn 6 phút nữa nào. Bây giờ anh nâng nghệ sĩ bắn bi ở đây. Đó. Ổn chưa. Một cái đấy. Và đương nhiên mình cũng sẽ xây dựng thêm nghệ sĩ bắn bi ở phía này. Nghệ sĩ bắn bi thì mình sẽ máy bắn. Cung bắn. Cung to. Gọi là cung to đi. Mình sẽ để nó ở những góc. Tại vì tầm bắn của nó không quá rộng nên tốt nhất là nên để nó ở cái hướng nào. Cần có hai điều kiện. Một là nó tách biệt. Và thứ hai nữa đó là nó gặp và nó ở cận kề càng nhiều khu vực tăng sản xuất càng tốt. Xong thêm vài cái hoa cha xung quanh để bảo vệ. Đấy, như thế là đẹp, đúng không ạ? Như thế là rất đẹp. Rất tuyệt vời các bạn ơi. Hoa cha ở góc này. Máy bắn đá này. Thậm chí mình có thể thêm vài cái máy bắn đá cũng được cơ. Sau mình xây dựng nhiều máy bắn đá vào. Không sợ chúng nó làm gì hết, đúng không? Đỉnh cao luôn.
Còn 1 phút nữa các bạn ạ, còn 1 phút nữa thôi. Nhưng mà với cái số phòng thủ này thực sự mình chẳng sợ nữa đâu. Mình nghĩ là có bố chuồn chuồn thì cũng sợ thôi. Bây giờ mình sẽ nâng cấp thêm cái hầm sáp này. Hầm sáp này sẽ cho phép mình tích trữ thêm sáp. Nó giống kiểu cái nhà kho ấy các bạn. Rồi bọn quái đến rồi, Bọn ong kịp nó đến rồi, đâu xem nào. Mình sẽ ngồi sẵn lên một cái cung này đi. Xem nó ở đâu. Rồi, mày đâu? Ủa đây 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 đây. Một con, nhân. Từ từ, con chuồn. Chết mày, ôi con chuồn một phát không chết. Một phát không chết, nạp. Nạp nhanh lên, ôi dồi. Đồ chết, ui, máy bay rơi. Rơi trên đảo của mình luôn. Mỏ nhôm trên không các bạn ạ. Rồi xong. Ê, nhưng mà đến làn sóng tiếp theo là làn sóng thứ tư thì phải. Chúng ta còn 5 phút, à 6 phút thôi, chứ không còn 8 phút nữa. Như vậy là thời gian ngắn lại, nó khó lên, mình cần phải chuẩn bị nhanh lên. Bây giờ cần phải nâng cấp tiếp một cái, một đống cỏ khô. Đống cỏ khô sẽ đóng vai trò như chiếc mũ bảo hiểm tuyệt vời, ok. Và sau khi có đống cỏ khô đấy thì mình sẽ nâng tiếp một cái dây cung. Dây cung sẽ cho phép mình là những cái này này. Đấy, nó sẽ làm bằng vũ khí nhẹ hơn, nạp đạn nhanh hơn. Các bạn cái gì đây? Lòng nhân từ của bạn, tin tức mới. Lòng nhân từ của bạn, Majesty, nữ hoàng các bạn ạ. Nữ hoàng của tôi, tin tức mới này, các trinh sát của chúng tôi đã nhận ra rằng ong bóc cầy hợp tác với bọ rùa. Theo dữ liệu của chúng tôi, bọ rùa sẽ nhắm mục tiêu vào các tòa nhà của tôi và thả ấu trùng của chúng vào chúng. Ok, tức là sao? Tức là hình như mình bị cả thế giới này ghét thì phải. Vì tại sao đứa méo nào cũng tập trung vào mình để nó đánh vậy? Đầu tiên ong bóc cầy hợp tác với bọ rùa, nhầm, với chuồn chuồn. Xong bây giờ với bọ rùa. Sau nó sẽ hợp tác với cái gì nữa? Khổ thế. Rồi thôi, xây dựng nhanh nhanh lên, không thấy bọn đến kìa. Chính ra bây giờ thì các nhà máy của mình phát triển khá tốt rồi. Từ từ xây dựng thêm cái hầm chứa. Đâu, nhà kho, đây rồi, hầm sáp. Rồi, mọi thứ vẫn ổn. Nhà máy này mình cũng muốn mở rộng thêm để sau này mình có thêm chỗ để đặt những cái nhà máy mới. Sau chúng ta còn phát triển ra những cái nhà máy mới các bạn ạ. Tiếp theo mình sẽ nâng cấp sữa tươi. Sữa tươi này cho phép đó là những cái con ong này nó mới đẻ ra này sẽ được uống sữa tươi. Các bạn đừng hỏi là uống sữa tươi làm gì, tôi không biết. Cho uống cho ngon. Chắc vậy, I don't know. Ai biết được. Nào, thêm cái này đi. Hoa cha này. Rồi, đợt theo nào. Bọ rùa thì sao? Bọ rùa đâu? Bọ rùa đâu? Chúng mày ở đâu? Ui ôi, nó kia. Ê, nó to tê. Đây, từ sau bên này. Thấy không? To vật vã. Bắn con này đã. Ôi, không bắn được. Nó bay gần quá. Từ từ. Tập trung bắn con bọ rùa chứ các bạn ạ. Nào lại nhanh lên. Rồi. Mình nghĩ là mình sẽ cần phải tua nhanh thời gian lên. Ok. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang bên này mình bắn. Khó thế. Cái tầm bắn con này kém quá. Đâu rồi? Ui. Đâu rồi? Ủa hết rồi. Vũ khí mình khỏe quá. Nó méo làm gì được mình. Ok. Rồi. Xây dựng lại những cái chỗ bị vỡ nào. Và bây giờ mình nghĩ là chúng ta có thể lên đời rồi. Yes. Kỷ nguyên mới. Ờ. Lên. Lên được kiểu gì? Vẫn chưa lên được à? À, mình cần phải lên được cái này. Lọc đã, lên cái lọc đã. Cái lọc này nó sẽ cho lọc bụi bẩn tốt hơn. Thì cái nguồn mật ong cho ra sẽ nguyên chất hơn và dùng ngon hơn. Nâng nó đi. Bây giờ mình có thể đẻ thêm được bao nhiêu con ong nữa nào? Mình đang có 64 con rồi. Mình nghĩ là mình sẽ đẻ thêm. Thêm ong thợ đi. Mình cần thêm nô lệ các bạn ạ. Rồi, ok. Lên kỷ nguyên mới này. Với kỷ nguyên mới mình lên này, sẽ mở ra cái thứ hai này. Cái thứ hai này bây giờ mình có thể thêm cải cách quân đội. Như vậy là mình sẽ có thể là bắt lính tòng quân. Ấy, hợp lý. Ngoài cái đấy ra thì mình sẽ nâng cấp cái ăn kiêng và dây cung này. Nó sẽ cho phép là mình sản xuất ong rẻ hơn. Ok, đợi tí. Đây là lần đầu tiên mình lên cái nhà máy sơ cấp 2. Nhìn tương lai vậy. Chiến thần vậy. Giờ coi lại, mặc dù là game đang rất là hấp dẫn nhưng mà video đã dài rồi. Và đây là video đầu tiên của game này nên mình cũng không muốn làm nó quá dài. Nên là bây giờ câu hỏi cho các bạn đó là các bạn có muốn xem chúng ta tiếp tục chống lại bọn quái vật kia không? Và nếu có thì để lại một like phía dưới với comment xem mình nên làm thêm không nhá. Còn bây giờ thì vì video quá dài nên là mình sẽ tạm thời tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào tập sau. Đừng quên là một like và đăng ký cho kênh của mình. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau sớm thôi. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Mình Dương Cờ. Thế nhá. Bye bye.